anh Hương nên làm là chỉ có một người có cái bằng lấy là cái bằng khai báo quốc tế quan ở Việt Nam hay tổ chức thi một năm một lần á, thì cái người đó phải có cái bằng, phải được gặp luôn rồi đăng ký dưới tên của một công ty logistics hay là đấy, và người đó phải làm thì có thể quay trực tiếp. Thì nếu mà anh làm cái hướng đấy thì em thấy nó khá là phức tạp, nó không có mang lại hiệu quả kinh tế. Rồi còn về cái thứ hai mà anh có trao đổi là đây là thù nguồn hàng vào Campuchia thì Việt Nam vừa qua là qua đường bộ là chính. Thì đường bộ thì phải đi qua cái cửa khẩu. Thì khi mà anh làm thủ tục hải quan đối với những mặt hàng như là anh nói là bảo vệ thực vật phải xin kèm hoặc là biết, hay là những mặt hàng anh cho apply sơ đề bắt buộc anh phải apply trên lên lên personal account là ở trên cái chỗ mà anh có đơn anh ghi nhé, thì anh phải apply chặt chẽ. Và sau khi anh có show một cái hình ảnh của một cái sơ đề sau khi đã apply xong rồi á, thì hải quan sẽ đọc một cái mẫu lên chợ chứng tỏ là cái CO này ok có kèm hoặc là biết này, và anh ấy chuyển cái bản đọc đó xuống hải quan để thanh lý. Đó là nên vì vậy mà có một cái vấn đề xảy ra rất là nhiều cho với vấn đề về là CO, tức là khi mà ở trên kia nó chưa release, cái thời gian release khá lâu, có thể là từ 3 đến 4 ngày, tại vì tất cả liên quan tới tiền thì nó sẽ lâu hơn là tiền thuế rất là nhiều. Thì khi nó chưa release ra mà hàng ở đây mình đóng rồi thì nó sẽ phát sinh new sale vân vân, thì tùy vào mặt hàng và tùy cái tổng hàng container, hay là đối với những mặt hàng thép mà mình đóng trên một sàn vân vân, thì mình phải có cái biện pháp để chế những xe đấy. Nhưng mà bắt buộc phải cấp sau khi CO từ Việt Nam anh đi xin ra phải gửi xe bus hay là gửi thế nào đó gửi qua bên trong chi để đặt lên ở Crystal House, đặt lên Crystal House, sau đó làm luôn xong anh đi kiểm kê lưu thông trước khi hàng qua. Nếu mà hàng qua mà chưa qua luôn thì coi như anh không được những cái biện dạ, nên là nó có nhiều người em trao đổi một cái cảm xúc thực tế mà khi làm việc luôn, tức là nhiều khách hàng sẽ bảo là tại sao làm thủ tục bên trong chi lâu vậy, hàng cũng xong rồi giấy tờ cũng lên rồi mà sau tới 3-4 ngày hàng vẫn chưa qua vân vân. Thì cái đó là một cái gọi là cái cách làm ở bên bển rồi không thể nào mà push được về vấn đề approval. Nói chung là những vấn đề về giấy phép CO thuế rất lâu, 3-4 ngày. Nên là mình làm hàng mà đi Campuchia, mình là shipper thì mình nên chuẩn bị tinh thần trước là khi em nói về một chính ngạch nha, khi mà có một hàng phát sinh mình nên chuẩn bị tất cả giấy tờ đầy đủ chính xác trước, và có một khoảng thời gian dự kiến trước khi hàng tới để đi qua Campuchia, đặc biệt là những anh làm hàng công trình. Ví dụ như là công trình họ người ta cần ngày 20 anh phải có hàng ở đó để dân công thi công. Nếu mà không có hàng thì dân công ở đó ngồi chơi thì mình sẽ tốn chi phí về trả lương, ăn uống, nhà ở, khách sạn vân vân. Tại vì chiều anh em Việt Nam mình đi qua bởi thi công công trình nhà như là building, khách sạn lắm. Thì mình bộ phận logistics của shipper mình phải có một cái khoảng thời gian dự trù để hạn chế cái việc chậm trễ. Dạ, xin cảm ơn. Anh hỏi nữa đó, nếu như là có CO rồi á, có nghĩa là bây giờ anh apply cái inbox mình biết đó. Và như là trước tháng 3 là xin 10 tấn rồi, rồi anh mới chỉ có 1 tháng. Nhưng nếu anh có COD rồi anh apply, anh xin 500 tấn anh phải trả 500 tấn rồi. Thì bên phía Campuchia tờ khai đó có từ đường cho bên doanh nghiệp không? Import permit là cái từ lùi anh, là cái nếu mình dịch ra tiếng Việt nó là giấy phép nhập khẩu. Thật sự là nó là như anh nghe nãy trình bày cái phần còn biết phần CC thì nó là một cái giấy phép để xin nhập khẩu miễn thuế theo cái danh sách mặt hàng đã định sẵn trên CC, và nó có hai ý nghĩa: thứ nhất là xin, thứ hai là cái stock trừ lùi, chứ không phải cái import permit đó là cái định miễn thuế, cái đó là cái xin dựa trên cái CC là cái đó. Nên là nhiều khi là dùng cái từ tiếng Anh là import permit thì mình dịch ra tiếng Việt thì nó dễ bị hiểu nhầm hay đọc sai. Thì em cũng nên lên lúc nãy em mới trình bày là nó có hai cái ý nghĩa cơ bản như vậy để chị mình có thể nắm rõ hơn. Có thể là khi mà mình apply COD thì nó cái đó thì case by case nha, cái đó nó không xác định được. Chẳng hạn như là ví dụ vậy đi nha, em đang làm cho một doanh nghiệp hiện tại là họ đang xuất qua bên phần bên kia, thì nó có một cái gọi là cái quota. Thì cái quota đó nó ví dụ như là đến ngày 25 tháng 5 nó sẽ hết hạn,
là mình phải apply xin một cái công văn mới. Thì nhưng mà ngày 28 tháng 5 doanh nghiệp cần có một lô hàng 50 tấn đi qua Campuchia để phục vụ cái việc JD của họ. Và nếu mà apply cái công văn mới thì nó phải take time, nó phải tốn cái thời gian, thì cái ngày 28 đó cái lô hàng đấy sẽ không được ưu đãi, không được làm cho công văn. Thì mình biết trước cái hàng đó mình sẽ extend cái giấy phép của mình để phù hợp với cái lô hàng của mình. Và cái đó nó rất là đa dạng, tùy mặt hàng, tùy công ty của mình, tùy trường hợp. Cảm ơn Thức đã giải thích rất là chi tiết. Thôi, bạn nào có câu hỏi nào nữa không? Đây là mình chỉ về. Em có một câu hỏi cũng muốn là chia sẻ với mọi người. Vấn đề em hỏi là em cũng có làm cho khách hàng rồi lâu rồi, nhưng mà gặp một cái vấn đề liên quan mình CBC này đó. Khi ban đầu người ta lên chiếc master list để xin được nhập miễn thuế đó, thì vô tình là một phần khu mua người ta thiếu, ví dụ xây dựng liên khu nhà xưởng thiếu 100 khối cái hàng công xác nhiệm. Thì sau đó xong xong với tụi mình vấn đề là vận chuyển, rồi đến khi mà vận chuyển hàng đó thì mới phát hiện được trong master list thiếu. Thì nhờ anh Sam đi chia sẻ mọi người đó, nhớ trường hợp đó thì đi xin bổ sung được không? Và vấn đề thứ hai là cái phần trừ thuế nhập khẩu bên Campuchia như thế nào? Ok, cái vấn đề thiếu á là bên em phải kiểm tra với mình tại sao mình thiếu, tại vì người ta cũng cho phép mình lâu lắm, mình ghi, mình chép tất cả cái thông tin đó, mình cái xưởng của mình thành lập ra rồi mình phải biết cái chi tiết như thế nào mà và những mấy tháng mới được cấp phép đó, đi đàm phán rồi là người ta approve đi approve lại, người ta coi, người ta kêu cái chủ hàng tới, người ta coi chi tiết hàng này có đúng hay không, rồi có bao nhiêu, có cả bộ thương mại, có bộ cả hải quan, có cả bộ đầu tư, người ta ngồi với nhau hàng tuần mấy tháng đó để người ta coi cái chi tiết của mình. Nếu mà mình thiếu rồi thôi coi như là mình không bỏ vô, nếu mà anh có nhập được anh nhập không thế đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là vấn đề đàm phán đó, không gặp vấn đề đàm phán thôi. Vấn đề là mình cái thôi, em lỡ thế này rồi thì em lấy con sự em thứ thế này, thì khi mà em nộp lại thì người ta phải ngồi lại nữa, người ta kêu tất cả các bộ phận liên quan ta nộp lại coi cái sự nó cần cái đó thì không thì ta mới cho. Còn nếu mà em thiếu thực sự là em binh thì sao mà khi là khi tỏ ra thiếu thì ok, thì em có thể là em nhập vô rồi em extend cái quota là bãi quota của em, hoặc là bổ sung vào quota đó, bổ sung vào CDC đó, thì em nhập vô là miễn thuế, còn không thì em phải 100% là đóng thuế. Rồi. Em hỏi là cái Asimula thì bây giờ biết hải quan ra thì từ Việt Nam thì mình có phải phần mềm về công hay là mình là cái web của hải quan Campuchia, và họ có phân luồng hay như ở Việt Nam hay là kiểm soát cái làm tới văn phòng hải quan làm, nó không có cho mình nhập về đâu, tới hải quan làm mình ngồi làm nó. Hải quan là kiểm tế là có cho cái chuyện ở Việt Nam là không, cái này nộp bài ấy trừ khi là đi theo văn lộc thôi. Và cứ mình giải như câu hỏi đó, là học hỏi cái này là không phải là cái diễn giả gì đâu, cái này là học hỏi để mình chia sẻ. Ghi lại dùm cái chứ không nhớ đâu. Có nghĩa là bạn này muốn hỏi là cái có người nhập vô Campuchia rồi chi phí bao nhiêu đúng không? Em nhà mặt hàng gì? Phân bón nè, em nhập phân bón em phải cái chủ, cái người nhập hàng của em á,
là họ phải xin bộ nông nghiệp để mà cái quota, xin quota của bộ nông nghiệp. Ví dụ như là một năm thì em nhập 30.000 tấn thì em xin cái đó bên bộ nông nghiệp. Trước khi xin thì cũng giống Việt Nam, ở Việt Nam sẽ đem phân bón ngay đi phân tích ra phân bón này nó có bao nhiêu, có tác hại gì không, gì bỏ vô môi trường. Thì sau đó thì người ta cấp cho em rồi thì em rất quyền nhập vô. Phước mười mấy em. Cái phí nhập và cái phí đó là ngay cả anh cũng không biết. Khỏi cần mở, khỏi cần mở. Phình luôn. Là cái sự thông minh của mình nữa. Và phải thương lượng với bộ nông nghiệp. Còn bên hải quan thì hải quan thì cũng có giá tương đối là cố định rồi, cái bên này là bộ thương nghiệp thôi, bộ nông nghiệp thôi. Sao không được em cửa khẩu xa xí là cửa khẩu quốc tế mà. Nhà cửa khẩu quốc tế thôi, đi thoải mái thôi. Em đi xe đi xà lan. Xe thì đi cửa khẩu xa xí bình thường thôi. Hoặc đi xà lan có thể là tỉnh Campuchia á. Ở Campuchia có cái Campuchia có thể xà lan Việt Nam qua đó. Hiện nay thì xà lan Việt Nam rất là nhiều qua đó chở than đá. Chở than đá rồi chở cái gì vậy? Phật cao. Nhiều lắm. Dạ. Có ai có câu hỏi không? Cái này em nói thì cái này xong đi nó không nắm được đâu. Còn cái HBL mà chủ tàu phát hành thì đương nhiên cái người nhận hàng
hàng là công ty của mình. Và bên mình khi mình thuê chuyến xà lan để mình chở qua cam thì mình sẽ yêu cầu bên chủ xà lan phải hành lại cho mình một cái bản đơn nữa. Với cả cảng đi là ở Hồ Chí Minh và cảng đến là Campuchia, thì như vậy một cái house EO từ Trung Quốc phát hành qua cam cộng với hai cái master, một cái master từ China về Việt Nam, một cái master của xà lan từ Việt Nam đi cam, thì về cái quy tắc của quốc tế không theo bản đơn thì mình đang là người sở hữu cái hàng hóa đó, tại vì bản đơn là đang có cái quyền người vận chuyển hàng là nằm trong tay mình. Tuy nhiên khi hàng đến thì cái đại diện cảnh sát ở bên Campuchia họ lại giao hàng thẳng cho đại sứ nhi, khi đại sứ nhi trình cái bản đơn gốc đó, cái bản đơn house video gốc đó cho cảnh sát và dưới sự chứng kiến của chủ sở hữu, và có nghĩa là hai bên họ tự làm việc với nhau, họ không có cần cái DO của bên mình. Thì cái này mình không biết, cái đó là do tập quán của phía Campuchia, có nghĩa là do họ sẽ hiểu là cái hàng quá cảnh từ Việt Nam đi Campuchia, thì mặc nhiên là ở tại biên giới cảnh sát họ đã làm xong thủ tục thông quan thì mặc nhiên họ có quyền nhập hàng, hay là thực sự cái tình huống đó là bên chủ xà lan và bên cảnh sát họ làm sao. Thế thì tập quán em chưa gặp cái trường hợp này, tại vì thường mà em làm qua quá cảnh từ China mà đi qua Campuchia thì có hai hình thức, một là quá cảnh xà lan. Quá cảnh xà lan thì thường shipper họ sẽ book một cước từ kiểu như Shanghai tới Long Bình, và cái việc là quá cảnh đó sẽ là do hãng tàu mà chỉ biết nó làm, ví dụ như MCC. Thứ hai là quá cảnh về các lái và đi đường bộ qua Long Bình không có thứ một bài thì mình sẽ mở tờ khai thủ độc lập, mình giữ tên trên tờ xe Việt Nam và mình làm thủ tục quá cảnh qua Campuchia. Có trường hợp của chị là chị làm xà lan và chị mở tờ khai độc lập, chị chỉ chuyển từ chuyển thêm một hàng xà lan khác luôn chứ mà hàng tàu làm. Nhưng mà theo ý cá nhân của em trong trường hợp này là bên bộ phận xà lan họ sai, tại vì chị là đơn vị thuê xà lan thì khi đó chủ hàng là chị, nhưng mà xà lan lại release cái hàng đó cho một đơn vị khác không có sự đồng ý của chị thì bên xà lan sai. Nhưng mà theo các mình hiểu á, thì yeah, là bên chủ hàng phía Campuchia và bên cái đại lý cam sát và bị chủ xà lan họ không có tự quyền họ release cái hàng đó. Nhưng mà họ có quyền hold hàng, họ không tự quyền release nhưng mà họ có quyền hold hàng. Ví dụ như là cái đơn vị mình xem như họ đến, họ muốn nhận hộ hàng đấy, nhưng mà chưa có sự đồng ý của chị, bên chủ hàng, bên xà lan họ có quyền hold cái hàng đó lại và chờ cái information từ chị, chứ không thể nào mà giao hàng về được. Thì chị check lại với cái bên xà lan đó. Như vậy nghĩa là chắc chắn cái tập quán của Campuchia sẽ không có ưu tiên nữa. Mặc dù đó là hàng quá cảnh và chủ hàng họ đã làm cũng rất là đầu tiên chưa? Dạ, cái đó là cái ý kiến cá nhân của em trong cái trường hợp của chị thực sự là thế nào đó bây giờ chưa ra hay là cẩn thận. Tại vì cái cam sát hay là gì đấy người ta chỉ coi là ai là chủ hàng thôi. Thì chị phải liên lạc với cam sát trước. Cái hàng này là hàng chưa có giao bộ, tại vì hàng này là cái sự kiểm soát của tôi. Tại vì cảm giác á, khi mà chủ hàng ấy, người ta lên tới làm cái chủ hải quan rồi, cái bình đơn là có bình đơn của chủ hàng đúng không, bình đơn của chủ hàng rồi, tuy nhiên người ta coi đó là cái chủ hàng rồi, cái của khách hàng đó rồi, đó. Có nghĩa là cảm giác họ có quyền giao, tại vì cái người ta chỉ cảm giác chỉ làm thủ tục về cái xà lan vô thôi, còn cái vấn đề là thủ tục liên quan đến hàng nó lấy hay không là do hải quan, mà là nó đi tới nó đóng tiền, nó đóng thuế cho hải quan hết rồi thì hải quan thì nó giao hàng thôi. Nhưng mà khi họ hoàn tất cái phần thủ tục nhập khẩu thì cái đó là họ chỉ hoàn tất về cái mặt thủ tục pháp lý để hàng được vào Campuchia thôi, còn về quyền sở hữu hàng hóa thì họ phải trình bản đơn lại cho cái nhà vận tải, nhà vận tải mới giao hàng được. Em đang muốn hỏi ở đây có nghĩa là bản thân chủ hàng lúc đó họ sẽ dùng cái quyền là họ là nhà nhập khẩu, họ đã làm thủ tục để họ có quyền lấy hàng, hay là họ vẫn bị một cái luật khác áp tải cái chuyện đó, nghĩa là mặc dù anh làm xong thủ tục nhưng mà anh chưa có trả được hàng thì cái người chỉ có xin lỗi, chỉ có liên hệ với cảnh sát chứ không? Không. Tại vì ở Campuchia nó có vấn đề thế này là hơi tê nhẹ một chút, có thể là cái thằng chủ nhận hàng nó nhiều quyền lực quá cũng có thể đó, có thể thì mình phải cẩn thận trước khi làm hàng Campuchia thì chỉ phải cẩn thận, là
tại vì có thể là người đó có quyền lực nhiều quá thì ta phải đi với hai mục tiêu luôn, là mục tiêu á, mục tiêu là mục tiêu hàng đầu nữa, sau kia kia đó là xuống xuống mà nó cũng bị động viên lấy hàng, không lấy hàng, một mình là chưa tới trên đây một lần tiêu không thôi, thường thường là sau đây này cũng có tiêu, cũng thấy là rồi cũng tự có một cái gì đó nên cũng cũng là đi trên đây một lần tiêu. Mà sao kỳ vậy ta? Nhưng mà hàng xà lan thì nó đâu cần đeo đâu. Linh nói dùm anh đấy, nói gửi mail đi. Gửi mail xong đi trả lời cho dễ thôi. Thì ta giao luôn và tin tưởng nhau như thế. Em nói ý kiến này, thật ra thì nghe qua cái câu chuyện đó chị á, thì gọi là mình cũng chưa có cái dữ liệu để mà tư vấn mình chính xác được. Ra thì em cần sâu sát hơn và xem được cái hai cái must feel cao biểu của chị. Riêng về cái phần mà cái tập quán cái gì á, thì bao nhiêu năm nay thì em cũng nhận lệnh người giao lệnh này, thì đó là cái quy định rồi, cũng như Việt Nam mình có thể nghĩa là biêu góc đổi lệnh với định nhận hàng. Còn về cái vấn đề về trong cái quy định về lệnh hàng hải cái chi á, thì thật ra nhờ xong đi nghiên cứu thì rất là dài mà tiếng không em phải học được, thành ra là nhờ xong đi nghiên cứu. Nhưng mà nếu mà để ra được tư vấn cho chị một cái chính xác ngay lúc này thì thực sự là em không dám. Thì cái trường hợp này chị có thể là email cho anh Sunny hoặc là để anh Sunny nghiên cứu kỹ hơn và trả lời chị. Nhưng mà cho em hỏi cái vấn đề là khi chị thuê cái tàu, cái xà lan từ Việt Nam qua Long Biên đó qua Cam đó đấy, thì là chị người thuê và chị là người trả tiền đúng không? Nhưng nếu hiện tại thì chị cũng chưa trả tiền cho họ đúng không? Thật ra thì mình phải lấy hàng đi tới nơi là mình trả tiền. Chị có do nó phát sinh cái vấn đề đó, nó ngoài cái dự kiến của mình thôi. Bây giờ là chị bị người ta lấy hàng rồi, mà chị trả tiền. Mình đã trả tiền cho xà lan. Thật ra là khi mà mình yêu cầu quay lại cũng lên những cái diễn viên bác sĩ đó thì nó cũng khó. Dạ. Thì theo em hiểu sơ ở đây thực sự là sai cho phía xà lan và cái đại lý của chị cam sát là đại lý nhận lệnh và giao lệnh của chị đúng không? Không phải cam sát là cái đại lý cho phương tiện đi vào bên mình, công ty của mình đầu dạ. Kia họ rồi. Rất là dùng dạ rồi thì chắc nhờ trường hợp thì đang ngồi yên thời gian cho các chị khác. Thôi à, mình chỉ cái gửi mail cho Sandy nghiên cứu với cái đó dùng. Và có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Đó thì Campuchia thì có là mình nhập chỉ có ba cái này thôi, còn đây là người thấy ở Campuchia. Slide trước đấy anh ơi, em cũng hỏi slide trước đấy. Quay em có hỏi cái ODA là gì anh? ODA à? ODA là giống như là đầu tư tài trợ, vốn tài trợ nước ngoài cho bên chính phủ, giống như hai những cái hai con tài trợ ODA, không? Giống như người ta xây cầu cho mình hay cái gì đấy, rồi sau đó người ta lại thu tiền vào cái ngày nào đó, người cái gọi là miễn phí hay gì đấy, thì cái thỏa thuận với chính phủ Campuchia là Việt Nam và Campuchia. Có ai thắc mắc về cái tạm nhập này không? Ai Campuchia có giống Việt Nam thôi, tạm nhập tay suốt
Có nghĩa là tạm xuất đúng không? Tạm xuất. Từ nhập vô Việt Nam hả? Rồi, rồi sau đó xuất là bị công chia đúng không? Cái đó là được, không có vấn đề gì đâu. Cái đó là mình mướn thì mình lên hải quan mình làm cái khai báo là mình xin cái lô hàng ở Campuchia thì tạm xuất thì Campuchia giấy tạm xuất nhập vô tiền thì Campuchia tạm xuất thôi, giấy tạm xuất nhập tạm xuất thì sau khi thì mình lấy cái đó mình đi sản xuất tại một nước nào đó hay là sửa chữa tại một nước nào đó làm gì lúc cái vấn đề cần phải sửa chữa thì đem về đó, sau khi chúng ta xuất làm xong hết công việc rồi thì người ta tính ra em đem cái máy ra ngoài thì em làm được bao nhiêu tiền thì sau đó em nhận lại người ta không thế cho cái dịch vụ mà em đem cái máy nó đi phục vụ. Khi mà em bắt nhập vô Việt Nam rồi thì em nhập vô em phải lấy máy em phục vụ một cái gì đúng không, thì sau đó em tính giá là còn phục vụ đó còn chi phí em được tiền từ cái máy đó là bao nhiêu thì em thông báo về bên Campuchia sẽ cho lấy đóng thuế trên cái chi phí trên cái lợi nhuận đó, em hiểu không? Giống như là em muốn mướn một cái xe Campuchia đi, em mướn xe Campuchia thì em thấy báo lại qua mà công ty em ở Việt Nam thì cần xe này sử dụng ở Việt Nam trong vòng 6 tháng. Đấy, thì bên Campuchia cho em cho phép em tạm xuất, đã tạm xuất đúng rồi, tạm xuất 6 tháng. Thì 6 tháng em đem xe Campuchia em đi phục vụ gì đó, thì em phục vụ xong em có lợi nhuận là khoảng 100 ngàn. Thì cái 100 ngàn đó khi mà em nhập lại xe vô Campuchia thì 100 ngàn đó thì Campuchia nó sẽ tính, nó lấy thuế cho em, lấy thuế cho 100 ngàn đó em. Cái tiến tới ví dụ như em là có một cái công ty nào ở Việt Nam đó, em sẽ mướn một cái thiết bị nào của một công ty nào ở Campuchia thì cái công ty ở Campuchia đó sẽ đứng ra làm thủ tục tạm xuất rồi vậy thôi. Việt Nam thì tạm nhập thì Campuchia tạm xuất. Một bộ chứng từ thì đầy đủ như các loại hình khác, chỉ có khác là cái loại hình nó mở là tạm nhận tái xuất và có thời hạn như đó. Thì đó, đi lại đây thì mình sẽ không cần em xin lấy ra cái vấn đề mà tạm xuất đấy hoặc là tạm nhận tái xuất giữa Việt Nam và Campuchia thì nó cũng như bình thường thôi, mình cần một bộ chứng từ của mình thì cũng cần qua các cái hợp đồng và ví dụ như là ở Campuchia mình tạm nhập vào Campuchia thì mình phải có một cái cơ quan xin tạm nhập cái đó và thời hạn tạm nhập thường là một năm, thường là một năm cho mấy cái thiết bị công cụ để phục vụ sản xuất. Thì đối với cái này á thì thủ tục thì bạn đừng có lo lắng, nó bình thường thôi, nó chỉ có hai vấn đề là em nghĩ là bạn nên lo lắng là thứ nhất là vấn đề chi phí, thì chắc chắn chi phí nhập khẩu nó rẻ hơn tạm nhập rất nhiều. Thứ hai là về cái thời hạn, bạn lưu ý là ví dụ như là thời hạn là một năm, như đã mình trình bày là cái thủ tục đăng ký nó hơi bị thiết tha mà nó không có một cái gọi một cái thời gian gọi là cố định sau bao nhiêu ngày là xong, sau bao nhiêu ngày là xong, thì bạn nên có một cái khoảng thời gian dự trù về cái việc đấy. Nếu không mà bạn chỉ cần quá một ngày thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề là bạn đã quá hạn và cái tiền của bạn sẽ làm những sự tiền. Ví dụ như bạn tạm nhập ngày hôm nay ngày 3 tháng 6, bạn cái hết hạn của bạn là vào ngày 3 tháng 6, bạn tạm nhập hàng hóa là 3 tháng 6 2016, thì cái ngày hết hạn của bạn là 3 tháng 6 2017 mà tới ngày này bạn vẫn chưa hoàn thành thủ tục trả cái hàng đó lại thì hải quan sẽ phạt chị và sẽ đưa công ty chị vô danh sách tiền.
nên là mình luôn biết cái thời gian này thì mình nghĩ chắc là để em tuần là đủ rồi vân vân này nọ, thì nhiều khi nó phải tham 10 ngày một cái là rất là nhiều vấn đề. Em đã từng bị một cái chia sẻ thực tế của em, đã từng bị một cái lô hàng là tạm xuất cái máy và xin để sản xuất ở công trình bên Campuchia một năm, sau đó và nhập về. Thì mà khi mà nhập về thì doanh nghiệp lại về thời gian đó là lúc làm á, em còn nhớ là ngày hôm đó, hết ngày hôm đó là ngày hết hạn phải nhập về Việt Nam, thì hết ngày hôm đó là ngày hết hạn, nhưng mà lấy được cái máy xong á là ở Campuchia lúc đó 3 giờ, ở năm lên 3 giờ chiều mà chạy về Bà Rịa nữa, thì lúc đó em bên em phải xin ông bà tham của hải quan để họ làm ngoài giờ, chứ không là ví dụ 5 giờ không nghĩ là coi như là qua ngày mai, nó chỉ cần một ngày thôi là bị phạt rồi và bị đưa lên sức đen rồi. Thì nên lưu ý cái chuyện đó. Cái trường hợp đó nó chỉ có một ngày thôi thì mình xin overtime. Hôm đó em nhớ cái lô đó là nó về tới Việt Nam lại là 9 giờ tối. 9 giờ tối thì 9 giờ tối. Thì nó cũng gọi là về trong ngày đó, chưa qua ngày mai. Nhưng mà nếu mà giả sử như trễ 2-3 ngày thì rất là khó để làm được đấy. Nên là chị lưu ý các bạn thì nghe đó, trong cái việc là một cái xuất hoặc là xuất cái này. Cảm ơn. Nếu mà em thấy á, ví dụ mình nói cái chuyện như vậy, nếu mà mình quá rồi à, năm ấy đi nói thì là năm đó bây giờ mình muốn tiếp tục để ba của mình. Ok, ok. Cái đó này thì cái trường hợp này là em mới làm luôn. Tức là cái máy đó ví dụ chưa phục vụ công trình 1 năm, nhưng mà công trình gì đến nay vẫn chưa phục vụ xong, thì mình có quyền extend cái thời hạn gia hạn ra. Và extend 16 tháng lần đầu. Và mình có làm thủ tục extend đó được. Và chi phí của tục extend thì không nhiều. Không nhiều. Và tục extend đó thì ở Việt Nam mình sẽ làm một cái công quan lên hải quan cửa khẩu là gia hạn cái máy đó xuất đi, ở trong chi cũng gia hạn cái máy đó nhập vô thì công trình chưa xong thì họ không có. Và về cái giấy tờ thì ngoài những giấy tờ chuẩn bị công văn rồi này nọ thì mình phải có một cái bộ tờ khai tạm nhập đợt trước của cái lô đấy. Đó là vô đợt trước mình nhập, mình tạm nhập cái máy đấy vào Campuchia với hạn 1 năm, thì bây giờ mình muốn extend mình phải có cái bộ gốc đấy, mình đem lên à tôi tạm nhập từ ngày này tới ngày 36 là hết hạn nè, nhưng bây giờ chưa xong cho tôi nhà đem cửa năm đi, mình phải có cái bộ cũ nha, không có bộ cũ là không làm được. Và đó là những cái chứng từ khi mà xuất hàng rồi qua bằng những cái chứng từ Campuchia và gốc thì mình nên giữ lại, lưu lại và scan rồi để gửi hàng hóa cho nó tiện. Nó sẽ quy thành nhập khẩu và phân ra và đánh thuế cái quy trình nhập khẩu của mình, nhưng mà hàng mình làm tại chỗ thôi. Rồi, cảm ơn anh. Một số một thí này á, thực ra là giữa thương mại hai nước á, thì nó có rất là nhiều cái phương tiện vận chuyển và các cách thức vận chuyển. Như bạn vừa mới đề xuất nhập có một cái khung nhỏ thì mình phải tính toán về vấn đề cái thủ tục và cái chi phí để sao nhập một cái khung mẫu nhỏ như thế, lại mở đi công sao không thử tính cái phương án đó là chuyển phát nhanh ra. Nhiều khi mình chuyển phát nhanh đó mình khai một vấn đề cái lô hàng đó là sample, thì các công ty chuyển phát nhanh hoặc là DKFDX người ta sẽ làm tất cả làm cho mình, rồi sau đó sử dụng mình thích 1 năm 2 năm xong mình chuyển phát nhanh lại, mình vẫn là khai sample, chi phí rất là rẻ hơn nhiều so với tạm nhập cái xuất khi rất là gấp gối. Đúng rồi, nhập khi mình nhập hai món sample thôi, chuyển phát nhanh, tại vì một cuộc hàng của mình một cái khuôn nó nhỏ thôi thì mình chọn cái phương thức đó rất là dễ về thủ tục và chi phí. Lớn là lớn cỡ nào, vấn đề ở đây là mình phải chọn quyết định giữa vấn đề cái chi phí, cái thời gian thủ tục và cái rủi ro, tại vì chưa chắc gì mình mở theo cái dạng mà kia lỡ mà mình vẫn là tuy là một cái khuôn đi, nhưng mà mình mở thủ tục phải qua cái cửa khẩu mình vẫn là đóng phí cơ sở vật chất, mình phải vận chuyển bằng một xe tải chi phí cao, mình dùng cái xe tải chở khuôn nó đi thì cũng gặp rắc rối, nhiều khi nó có thể là dễ hư hỏng hơn là chuyển phát nhanh vận chuyển bằng đường máy bay. Bạn nào có câu hỏi là bên kia, bên kia cô hỏi cái nguồn về đối với vấn đề thuế của cam nó cũng dập thì như nói là cam cũng hai cái thuế, một là thuế theo cái volume, hai thuế theo lượng, cái đó nó cũng
như là ngân hàng họ tính ra giá trị môi như vậy, nhưng mà ngân hàng đó là ngân hàng phước phước đưa mi tô lên xong đi. Cái hàng tinh thế theo trọng lượng này thì tùy theo cái mặt hàng, giống như là anh muốn nhập vô mặt hàng thì người ta sẽ tính ký tính tiền từng ký một, nó tùy theo mặt hàng. Nên là mặt hàng anh về dầu về làm thì người ta tính theo tiếp khối lượng, còn mặt hàng thường tính theo cái cây khối hơn, nó có sẵn cái cây khối như thế này hết rồi. Cũng tùy mặt hàng, giống như là máy móc á, nhiều lúc máy móc cũ á, máy móc cũ ở Campuchia á, người ta cho nhập nhưng mà lại người ta tính theo pi, người ta không tính theo năm sản xuất được, ta tính theo pi. Mày có gì thêm không? Dạ, thì ở đây về mua hàng cần thì anh xem cho cái nó tính theo ký, bên cam nó khi mình tính theo mọi người thì nó có hai cái, không phải như Việt Nam bình thường đó là mình sẽ tính thuế trên cái phần trị giá, nhưng mà bên cam nó lại đa dạng lắm, có mặt hàng tính theo trị giá, có mặt hàng tính theo cái con kg, hoặc là động cơ để tính theo cái sức lửa HP. Thì cái này muốn biết được chính xác thì mình phải biết được mặt hàng HS cost và mình tra trong cái biểu thuế thì mình xem biết được là cái mặt hàng đó là tính theo cái gì. Ví dụ như mình nhập một tấn thép thì trị giá là 3.000 đô đi, nhưng mà không, ví dụ như cái thuế đó là 3.000 đi, cái thuế là 7%, mình không phải lấy 7% nhân cho 3.000 mà mình lấy trọng lượng nó là một tấn, đúng không? Trọng lượng một tấn và cái trị giá quy định tính thuế hải quan áp đặt cái phần đó là hải quan cao. Ví dụ như sắt là một ký là một ngàn, một tấn là 1.000 đô, lấy 7% nhân cho 1.000. Campuchia nó nếu trường hợp mà không tính theo trị giá thì cái con những cái phân tích mà tính thì người ta sẽ có một cái quyển sách, người ta quy định như đó, quy định ví dụ như sắt thép ký nhiêu, các mặt hàng bàn ghế thao y tóc cái gì đó ký nhiêu thì người ta có quy định cụ thể nha. Mọi người tránh nhầm lẫn cái này chứ không phải là mình cứ lấy trị giá nhân nhân giấy còn chậm không. Thì ví dụ như cái mặt hàng ăn cái đô đó, cái anh vẫn căng cái test spot thì anh xem đây, nếu mà hàng có CO là bao nhiêu trăm, nếu mà CO trong những quy định như không trăm thì vẫn đứng vậy thôi. Dạ. Mình xin CO là xin theo cho cái lô hàng đó và theo cái HS code ở trong đây quy định. Phước còn nói Phước. Phước. Cái đó là mình phải cứu lại, cái đó là những trường hợp này thì theo tại Campuchia thì nó có SC code, anh biết cha đúng là bao nhiêu code là đúng tới đăng ký hay gì đấy. Phước chạy lên đi. Có bạn mới lên bạn bổ sung chưa? Chắc em mượn cái bản để em trình bày một xí thôi. Thì mình em thấy ban thắc mắc á, tức là nó có hai cái khái niệm mà mình dễ bị mập mờ ở trong cái vấn đề này. Thứ nhất là custom value và thứ hai là invoice value. Cái tiền thuế mình phải đóng nó sẽ bằng một cái gọi là value, nhưng với cái phần trăm nhập khẩu tương đương với percentage tax thì cái value này nó có hai cái, mọi người tránh cái nhầm lẫn cái này. Hai cái này gọi là một cái gọi là custom value, còn một cái nó sẽ gọi là invoice value. Invoice value là cái mình thể hiện trên giấy tờ nhập khẩu của mình khi mà mình trình hồ sơ trên invoice, nó thể hiện trên đây. Em ví dụ như mặt hàng sắt thép. Còn custom value là gì? Custom value là cái giá tối thiểu
cái giá tối thiểu của hải quan để tránh cái trường hợp gian lận thương mại. Ví dụ như sắt thép bây giờ người ta quy định là 650 đô một tấn, hải quan quy định 650 đô một tấn, thì anh khi anh khai cái quay lên nêu giá tối thiểu là phải là 650, không thể nào khai thấp hơn, không thể nào khai thấp hơn cái này. Còn ví dụ như bây giờ mình khai là 1.000 đô một tấn thì ok, thì cái value của mình sẽ lấy 1.000. Mình khai là 700 thì cái value này sẽ là 700, mình khai là 800 thì cái value này sẽ là 800. Đây là 50% tác động với số tiền thuế của mình, 50% còn lại là cái tỷ gọi là cái thuế nhập khẩu, thuế xuất. Thì cái này là ảnh hưởng về cái mặt hàng, ví dụ như thép thuế nhập khẩu 7%, rồi mặt hàng khác 15%, vân vân. Thì cái bản chất của hàng hóa là nó ảnh hưởng ở chỗ này. Còn cái này cái nghe liên nó có hai cái, còn anh hồi nãy có trình bày về vấn đề CO đúng không? Em ví dụ bây giờ ở đây em khai 800, em khai 1.000 đô là hợp lệ chưa? Hợp lệ thì em sẽ có CO2 sử dụng 50% của em, cái bên đây là 1.000 đô. Có CO 7%, anh không có CO 7%, em xin lỗi, không có CO thì cái này em sẽ là 7%, thì 1.000 nhân với 7% ra cái số tiền thuế phải đóng. Còn gì không? Em có CO 0%, cái giá đó là xác thực và rẻ hơn cái giá anh hải quan này nói là thì support cái đó của mình ra cái gì hợp đồng chuyển tiền chuyển tiền vân 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 vân, nếu anh yêu cầu thì mình phải cung cấp. Ok không anh? Rồi. Bà hứa cả rồi. Tức là như là nãy anh đã xong là khi mà hai cái bộ của bạn vô sẽ có hai cái phí, thì bạn nhập khi mà thủ tục nhập khẩu của mình thì nó sẽ quản lý về quản lý một phần thôi, khi mà bạn nhập nó sẽ quản lý đầu ra của anh được. Phải kiểm soát cái máy nó ở trong Campuchia trong vòng bao lâu mà phải ra khỏi đất nước Campuchia, phải kiểm soát cái phí nữa nữa, và thường là sẽ nhiều hơn ngoài cái việc nhập khẩu. Mời mời anh lên trên đây. Phía bên Việt Nam và phía bên Trung Chia là
sử dụng siêu họ phải niêm siêu niêm container lại hoặc là niêm thùng xe tải lại. Riêng về đặc biệt là có cái là khi phía bên hải quan Việt Nam và hải quan chi khác nhau, tuy là nhiều đối với những lô hàng mà vận chuyển ví dụ như container và về cái máy trang xếp tới một bài đi nha, tới một bài làm thủ tục xong khi mà qua Campuchia đi tới nước bên là hải quan Campuchia có niêm lại mà họ không có niêm lại sử dụng cái siêu đó. Như vậy thì họ có mở cái hàng đó ra để họ kiểm xong rồi siêu lại không? Khi mà qua biên giới, qua ba cửa khẩu và quốc tế, dạ họ phải kiểm á, họ kiểm và họ phải kiểm siêu lại để coi những hai cái đúng không? Thế thì khi mà về tới Việt Nam thì khi mình mở cái tờ khai đó là gia công các bạn hải quan Hà Mi đi, thì như vậy thì hải quan Hà Mi họ phải kiểm tra thực tế là hàng đúng không? Xin lỗi anh, thật sự là ở đây đứng đây con nghe rõ lắm. Có nghĩa là bây giờ đúng rồi, như vậy nè, có nghĩa là cái hàng này được Campuchia về, nguyên phụ liệu nhận được Campuchia về đây, và cái doanh nghiệp này là không nằm trong khu chế xuất mà nằm ngoài khu chế xuất, và tờ khai gia công này là mở tại hải quan Hồ Chí Minh. Thế thì khi mà hàng về đây thì như vậy mình hỏi là cái hàng này có phải, nếu mà đi bằng hàng lẻ đi, đi bằng ví dụ như 5 tấn, 3 tấn gì đi, thì như vậy có phải lưu thông cái xe này từ bên cái xưởng bên Campuchia qua cửa khẩu, có phải mở siêu ra hải quan hai đầu của phía Việt Nam và Campuchia tại cửa khẩu đó kiểm tra xong lại siêu lại rồi lại lại về Việt Nam, hay là cái hàng này nó sẽ đi thẳng luôn và không có siêu? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi về Việt Nam thì cái hải quan Việt Nam họ sẽ kiểm hóa cái lô hàng này thế nào? Có nghĩa là hải quan gia công họ sẽ kiểm, có nghĩa là họ sẽ mở cái xe thùng này ra và họ kiểm, hay là cái hàng này phải đưa vô cái kho ngoại quan ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở chỗ nào đó, rồi sau đó rồi cái đưa hải quan chúng đó họ mới lấy hàng ra họ kiểm. Cái này là thực sự mình không biết, tại vì cái này là liên quan đến vấn đề chi tiết của người làm hàng ở dưới mình không biết nhiều hơn thì mình không biết cái này, thì anh cứ gửi email cho mình đi, mình sẽ trả lời, mình nghiên cứu và trả lời từng cái một. Cái này thực sự là đứng của mình đi làm mình không biết. Dạ, ok, đây, cảm ơn anh. Chưa có nghe một cái công ty nào mà xuất nhập khẩu thương mại
giao thương để hỏi những cái câu hỏi liên quan, thì xong xin phép vào hỏi mọi người ở đây bên thân thiện nào là xuất nhập khẩu xuống này. Dạ, xin phép xin mời đứa đây ạ. Dạ thì có thể là mình nghĩ là các câu hỏi của các anh chị về thương mại xuất nhập khẩu thì những câu hỏi sẽ rất là hay. Dạ, xin mời bây giờ khách hàng em bên Campuchia họ có đặt trên một đơn hàng là nói chung 10 cái đi, nhưng mà vì một lý do nào đó bên em cũng là trên hai được hai xong hết cũng là 10 cái, nhưng mà vì lý do nào đó nó chỉ có 7 cái em giao thôi, sau đó còn 3 cái giờ trả lại Việt Nam, thì họ bên phía đầu Campuchia họ kêu cũng ship 3 cái đó thì không cần khai không cần để đi hết. Như vậy là có phù hợp với lợi ích của chị không? Và các hàng đó, ví dụ như quy gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Không, bây giờ một lô là xong xuôi hết, nhưng mà chỉ có 7 cái thôi. Nhưng mà trên tờ khai, trên tất cả những tờ là 10 cái. Như vậy còn 3 cái đó, nhưng mà biết người chị họ vẫn là một thứ gì gửi, chứ gọi là gửi chung cho họ. Như vậy ví dụ như bây giờ ba cái đó mà có vấn đề gì hay là cái gì đó thì nó có phù hợp với dụng lợi của kia anh 10 cái đó anh khai báo 10 cái rồi thôi nhảy qua cho nhập 10 cái luôn thì mà nhập 10 cái thôi sai rồi. Có nghĩa là mình để ý là mình làm việc quá thôi thì ba cái chạy ra ngoài vô đó là tập bán này là làm được không biết cái đề này có thể làm cái gì cái đó là thì cái người nhập khẩu của anh á là họ làm vậy thôi chứ không phải đúng ra là phải mở đúng là sao. Cái trường hợp này á là bắt buộc từ ban đầu là anh cũng đã sai, anh mở tay 10 cái mà xuất 7 cái là anh đã sai về cái việc xuất khẩu, còn Campuchia nhập khẩu sai về cái gì của họ. Và hiện tại anh đang quan tâm ở đây á là bên đó nó đòi hàng 3 cái kia của anh, tại vì anh nhập đi 10 cái mới đưa 7 cái thôi, nhưng mà cái anh quan trọng đây là khi kia 3 cái kia này thì có cái đó thôi đúng không, còn cái gì anh đã xuất 10 cái thì là bây giờ mất 10 cái là chuyện bình thường, anh mất 7 cái đó là có chuyện. Thì khi mà làm 3 cái đó nếu mà không chính tiến vào vấn đề này, anh nên chọn điều kiện giao hàng cái số 1. Anh nên chọn điều kiện giao hàng cái số 1 thì người ta sẽ đi họ thuê một đơn vị vận tải hay là họ làm cách nào đó họ tới cho họ lấy ra cái đó đi của họ. Đó là cái cách là cái biện pháp mà em nghĩ là tốt nhất cho công ty hiện giờ. Nó vừa giúp anh giải quyết được cái chuyện giao hàng cho phù hợp giao hàng bán cái điều kiện thứ nhất về cái chuyện anh làm sai ban đầu. Và nó vừa tiến tỏ 100% anh sẽ không hướng trong ba cái này tại vì anh cho anh cái số 1 quên lúc mình tại vì với nó đã là hai người gái mà không muốn làm cái gì khác nữa thì cũng giao thôi anh hiểu không? Dạ tôi thấy quay Campuchia nó có cho phép những cái gì như vậy chắc chắn là không chứ tức là ba cái này là đi chui như thế này thì quá tốt rủi ro thì sẵn đây chia sẻ là cái vấn đề mà về cái hàng mà là thường là hàng công trình thì bị deadline chí rất là nhiều, nên là nhiều cái trường hợp thì các chị em mình làm hàng công trình thì mình phải chú ý là khi mà mình phải thực hiện cái xét sản phẩm cái công trình mình phải cần hàng mà mình không như là cái đó mình không có cái mặt hàng trước qua thì sẽ đi cực. Ví dụ em nói là bây giờ có một 100 cái máy đi
mà mình đi không được, nhưng mà mình phải cầm trước, mình đi đâu rồi đem trước hai cái máy qua thì mình chui về sau, mình mở tờ khai 100 nhưng mà mình đi 80 thì cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Luồng xanh không có gì như luồng đỏ là có nè, nên là nếu mà chị là ngày công trình thì nên lưu ý là về cái tham lai cho công trình chính xác để tránh những trường hợp đó xảy ra. Có ai về bên công ty xuất nhập khẩu không? Vậy thì anh là tiếng công chi hết về thủ tục thế nào, thế nào nhập thế nào, là có cái báo cáo đúng không? Trong báo cáo